Nhờ có bộ lông đang chuyển dần sang màu bò sữa của May mà ba nhớ ra đã đến ngày tẩy giun cho May và Julie. Đổ một ít siro ra bát hút cho dễ. May nặng hơn 6 cân nên lấy 2 ml siro cho May. May như đang hoài nghi về cuộc sống, không biết có phải là siro thật không. Nào, May giơ tay lên để mọi người chiêm ngưỡng bộ lông đen nhẻm của May đi. Khiếp, măng cụt đen xì rồi kìa. Siro thật mà May, ngọt lắm. Đấy, ba bảo mà. Đoạn này thao tác phải nhanh không có May lại nhè ra. Uống xong rồi là phải lau cái mép đi. Lanh qua lanh quanh bị May đấm thủng một lỗ ở trên tay rồi đây này. Dỗ dỗ một tí cho bớt tức. Rồi bây giờ đấy là Julie, May đi tìm Julie đi. Tìm mãi không thấy, xong rồi công chúa Julie tự nhiên xuất hiện. Công tác tư tưởng cho Julie bình tĩnh cái đã. Julie thì chỉ cần hơn 1 ml thôi. Lót khăn giấy và để công chúa uống siro đỡ rớt ra ngoài. Julie uống thì dễ, không cựa quậy như May, bơm một cái là xong. Đấy, xong rồi. Rớt 2 giọt ra ria mép kìa để bà lau cho. Mọi người nhớ tẩy giun thường xuyên cho meo meo nha. Trông lon ta lon ton kìa, lại sang đây tìm Julie đúng không? Công chúa Julie đang ngủ rồi, chờ tí để vào gọi dậy nhá. Đây là bộ mặt của em ý khi biết sắp được gặp Julie. Hớn ha hớn hở. Ly ơi, có bạn đến tìm Julie đấy. Đang đứng sẵn ở cửa nhà chờ Julie rồi. Công chúa Julie đã nhận ra và May đại ca cũng đã thấy. Bị May dọa cho 2 câu sợ quá chạy tót ra ngoài. Thôi không sao đâu, ra đây vuốt an ủi mấy cái nào. May đúng kiểu, cút đi, ai cho vào địa bàn của anh. Em nó chạy ra ngoài rồi mà vẫn còn ngồi nhìn chằm chằm thôi. Còn chị Julie thì đang làm cái gì đây? Lần theo dấu vết em nó để lại à? Vẫn không từ bỏ, em quay lại tìm chị một lần nữa. Lần này thì Julie chủ động tiếp cận rồi. Hai chị em nói chuyện với nhau một lúc, tôi mới nhận ra là bấy lâu nay tôi nhầm, em ý cùng giới tính với Julie. Bảo sao mà Julie không khè, bình thường Julie chỉ khè mấy em được thôi. Nhưng mà phải công nhận là càng zoom vào Julie càng xinh. Ngó vào trong không thấy May ra tiếp khách nữa. Hai chị em đang nói chuyện vui vẻ thì em cún tự nhiên bị chủ gọi về. Julie bye bye em cún đi. Lần sau sang chơi tiếp nha cún. Khiếp, sang đây chơi mấy lần rồi mà vẫn không biết tên. Ôi đây vừa mới bye bye xong lại quay lại. Lại trốn chủ sang đây chơi. Vào chơi đi, chị Ly vẫn đang ngồi ở cửa đấy. Ly ơi, cún vừa về lại sang chơi với Julie tiếp này. Không hiểu giao tiếp với nhau kiểu gì cứ sấn sổ và sợ quá Julie cứ lùi thôi. Tôi giơ tay ra Julie ngửi, xong em cún cũng phi vào ngửi cùng. Mới ngửi được một lúc thì chủ lại gọi về. Lần sau khách đến nhà chơi thì niềm nở tiếp khách, đừng có khè nha May. Dí một lúc cũng thấy không sấy bay được cái độ phì nhiêu của đại ca May đi. Dạo này May đại ca bị nấm lại rồi mọi người ạ. Thế nên từ bây giờ 1 tuần sẽ có 2 clip tắm cho May đại ca. Chồng đại ca dạo này hơi xuống sắc, suốt ngày bị chê là ồ. Nhưng không sao cả, ngọn cỏ ven đường làm sao với được May. Đợt này phải đổi sữa tắm nấm khác cho May, mạnh hơn, hủy diệt hơn. Nhưng mà không có tác dụng làm trắng lông đâu. Đấy, không hiểu sao cứ gặp nước cái là May vàng khè. Anh em ba tê hội dạo này phát triển mạnh lắm đại ca, nhưng mà chân sau đại ca nhiều nấm quá, yêu cầu đại ca đừng có vào WC nằm ngủ nữa. À, giới thiệu với đại ca May hôm nay một em máy sấy mới, giúp cải thiện quá trình giặt May đại ca tốt hơn. Máy sấy tóc Gleam của Dreamy, nhỏ gọn, dễ dùng, động cơ có tốc độ quay 110.000 vòng trên phút, rất hợp để sấy một meo meo của bộ lông dày như đại ca May. Máy sấy êm quá đại ca thích, vừa sấy vừa tự chải lông. Dí một lúc cũng thấy không sấy bay được cái độ phì nhiêu của đại ca May đi. À, em máy sấy Gleam này còn có thể điều chỉnh nhiệt độ. Đừng nhìn vào cái bụng đại ca May nữa, nghe này, có 4 mức nhiệt: xanh lạnh, vàng ấm, đỏ nóng và chế độ nóng lạnh luân phiên. Chồng đại ca vừa sấy bẹn vừa liếm chân, điệu chưa kìa. Sau khoảng 30 phút tắm thì May cũng trắng trẻo hơn hẳn. Đi làm về nhìn thấy nhà cửa bừa bộn thế này, May nằm ảnh gương nhờ. Biết ngay mà, lại lôi hạt ra ăn vụng, cất vào tủ cho yên tâm vậy. May cứ liệu hồn ấy, trông cái bụng kìa, ăn ít thôi. Ở nhà ngủ ngoan nhá, ba đi làm kiếm tiền mua pate cho May đây. Không thấy đứa nào ra đón cửa nhờ. Ấy, sao cửa tủ lại mở thế kìa? Gói hạt đâu rồi? May, chồng ông tướng nằm ngủ ngon chưa kìa? Đã cất vào tủ rồi còn lấy ra. Nào May có bỏ ra không thì bảo. Túi hạt Silver Spoon này có 5 châm à? Hạt có hương vị cá thật thấm tận bên trong và được phủ một lớp bột cá hảo hạng bên ngoài. Bảo sao mà May mê thế? Cơ mà mê thì cũng không được ăn bừa bãi. Cất hạt vào tủ sắt này cho chắc cốp. Lần này đố May mở ra được nha. Anh là ai đấy? Meo nhà anh nhờ em đến để mở khóa lấy gói gia vị. Gia vị nào đây hả May? Thật sự bó tay với May rồi. Lần này biết gọi cả thợ khóa đến mở khóa luôn. Chắc cũng nhờ hạt Silver Spoon này bổ sung hơn 10 loại protein và 24 loại vitamin cùng nhiều khoáng chất thiết yếu cho Meo Meo. May ăn xong thông minh đô xuất. Lần này giấu hẳn hạt Silver Spoon ở trên tầng 3 không cho May biết. Thêm cái cảnh báo này nữa để mấy anh thợ khóa né ra. Julie có thấy May ở đâu không? May ơi, bỏ cái chân ra xem nào. Cuối cùng thì sau 3 tháng lông bụng của May đã mọc trở lại. Sẽ hoàn hảo hơn hẳn nếu phần bụng này không bị đổi màu như ở trên. Có bạn còn bảo May như máy hút bụi ý. Miêu tả chính xác đây rồi. Lông đã trắng rồi mà suốt ngày cạ cạ để bụi bám thêm vào. Hết lăn lê dưới sàn nhà rồi còn lên cả nóc tủ nằm. Thế là hút hết bụi trong nhà rồi còn gì nữa. Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy cho đến khi sắm được em máy lọc không khí Xiaomi Air Purifier 4 Pro này. Tên dài quá. Vẫn là múc từ Cellphone, giá tốt, chính sách bảo hành đầy đủ. Hóa ra May chỉ hút được mấy cái loại bụi thô nặng thôi mọi người ạ. Chứ còn bụi mịn trong không khí May có hút được đâu. Đây, chất lượng không khí kém đỏ lừ. Nào May ngửi cái gì? Diện tích nhà tôi tầm 50 mét vuông, thế mà cắm 1 tiếng thôi đã lọc sạch không khí rồi. Không những lọc bụi mịn mà còn lọc cả lông của May
May và Julie nữa, vừa đảm bảo được sức khỏe của mọi người trong gia đình, vừa giúp cho cuộc sống của May và Julie tốt hơn. Quay trở lại 1001 câu chuyện về bộ lông của May. Anh có thể bẩn nhưng Julie vẫn phải sạch, ngày nào cũng lôi công chúa ra lau lau chùi chùi cứ như báu vật vậy. May kiểu bảo vệ Julie cả đời, mọi thứ dơ nhất May xin nhận hết. Hay có khi nào dạo này thấy Julie màu silver xinh quá nên anh nhuộm thêm tí xám và để được như Julie. Chẳng là hôm vừa rồi tôi mua cho Julie một cái vòng hột xoàn to bự, Julie thích lắm, cơ mà May cũng vậy. May mượn đeo thử thấy hợp quá, nhất quyết không trả cho Julie. Để ba đòi lại công bằng cho Julie nha. May có trả Julie không thì bảo. Bảo May trả luôn cho Julie thì không nghe, bây giờ nó ở trên nóc tủ rồi kìa. Rất là sách việc với ông tướng này. Bác ghế lên lấy vòng thì thấy tường nhà hơi bẩn lâu lắm rồi không dọn dẹp. Sẵn tiện mời múc em máy hút bụi lau sàn Rimi H12 Duo, có khả năng biến hình từ máy hút bụi lau sàn như này thành máy hút bụi cầm tay cực tiện, sẵn sàng chinh phục những vết bẩn ở trên cao mà bình thường phải dùng chổi mới quét được hết. Đấy, gì một tí là sạch bong sang bong. Ngoài ra máy còn có thể vừa hút vừa lau một cách hiệu quả, giảm một nửa thời gian dọn nhà. Lấy được cái vòng xuống rồi nhưng mà lại bị bẩn. May không được nói cho Julie biết là cái vòng bị bẩn đâu đấy nhá. Và sau đó, không còn sau đó nữa. May phải tập sống những tháng ngày không có Julie bầu bạn, làm gì cũng lủi thủi một mình, không chơi cờ tỷ phú cùng nhau nữa, không còn nằm cạnh âu yếm nhau nữa, kể cả ăn cùng cũng không. Nhưng không ăn cùng thì của May tất, một mình May ăn hộ Julie luôn. Thôi không sao Ly ạ, cái vòng ba cũng rửa sạch rồi, May cũng không ăn hết bát của Julie đâu.